Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát hạt San Mateo thuộc bang California của Mỹ đã công bố thông tin về nghi phạm tiến hành hai vụ xả súng tại thành phố Half Moon Bay, khiến ít nhất 7 người, bao gồm cả những người gốc Hoa thiệt mạng. Theo tiết lộ từ cảnh sát trưởng Christina Copos, nghi phạm có tên là Chun Li Zhao, 67 tuổi. Người này đã nổ súng bắn những người làm việc cùng với mình. Đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau khi tiến hành vụ xả súng tại các trang trại Mountain Mushroom và Rice Tucking Store ở Half Moon Bay, Trước đó, Văn phòng Cảnh sát Hà San Mateo cho biết đã có hai vụ xả súng xảy ra vào ngày 23 tháng 1 theo giờ địa phương, khiến cho 7 người thiệt mạng. Các cảnh sát tìm thấy 4 nạn nhân đã chết và một người bị thương khi đến địa điểm đầu tiên và ngay sau đó tìm thấy 3 thi thể ở địa điểm thứ hai. Được biết, các nạn nhân đều là người nông dân gốc hòa. Đây là vụ xả súng thứ hai liên tiếp tại bang California chỉ trong vòng 2 ngày, khiến không ít người bàng hoàng và rúng động. Hiện chưa rõ mối liên quan giữa hai hiện trường nơi nghi phạm thực hiện các vụ tấn công. Cảnh sát cũng chưa cung cấp thông tin về động cơ gây án của nghi phạm này.